Một clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đang giáp lá cà với cả đàn chó hung hăng khi đang đi bộ trên đường. Và trong lúc cấp bách vì bất ngờ bị đàn chó bao vây, người đàn ông liền tung chiêu độc tự giải cứu mình. Đó là tuyệt chiêu gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo dõi đoạn clip có thể thấy, các con chó con nào con nấy mặt hầm hè, chỉ trực lao vào cắn người đàn ông. Biết mình đang trở thành mục tiêu của đàn chó, người đàn ông lúc này liền quay người lại và đột nhiên múa quyền. Thấy động, lũ chó liền giật mình lùi lại phía sau. Được đà xông lên, người đàn ông múa thêm vài đường nữa đã khiến cho cả đàn chó chạy tán loạn. Vậy là người đàn ông đã hoàn toàn giành chiến thắng trước trận chiến đầy cam go với lũ chó.